Tử vi thứ sáu ngày 7 tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 2 tháng 5 năm 2024 âm lịch, ngày nhâm dần, tháng canh ngọ, năm giáp thìn. Xung ngày, canh thân, bính thân, bính dần xung tháng, nhâm tí, bính tí, giáp thân. Giáp dần thứ sáu này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày vn 1. Tuổi tí ngày 7 tháng 6 năm 2024 tỷ kiên lâm vận khiến tuổi tí lận đận trong công việc, gặp nhiều trắc trở. Đừng bao giờ để người khác ức hiếp mình nhất là những chuyện liên quan tới công việc. Bạn nào đang có ý định xin việc thì cũng đừng quay lại công ty cũ, không nên tìm đến những công ty quá nhỏ. Tương hình Lâm vận khiến tí mệt mỏi vì chuyện tiền bạc. Không nhận được sự ủng hộ của người thân, con giáp này cảm thấy cô đơn và đau đầu vì những khó khăn tiền bạc mà không có ai nâng đỡ. Các bạn nam nên cẩn thận trong việc tìm người yêu, kẻo bị lừa tiền. Tình duyên là điểm sáng trong ngày nhờ cục diện thủy mộc tương sinh. Tính tình tốt nên bạn luôn được nhiều người yêu mến. Tí cũng là người chủ động và rõ ràng trong tình yêu nên không phải vướng vào những mối quan hệ mập mờ. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường, xanh ngọc, đen quý nhân phù trợ, thìn, sửu. Hai tuổi sửu ngày 7 tháng 6 năm 2024 thiên quan cảnh báo tai họa sẽ đến với công việc của sửu trong ngày hôm nay. Bạn không được lòng nhiều đồng nghiệp vì tính tình thẳng thắn bộc trực. Con giáp ngang bướng này càng trẻ tuổi càng không sợ trời không sợ đất, dễ vướng tranh cãi, kiện tụng nên hãy cẩn thận. Thi thoảng tụ tập sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều so với việc cắm đầu vào kiếm tiền làm quá sức sẽ đổ bệnh tiền thuốc thang quá tiền lương nhiều bạn sẽ mất tiền vì kiện tụng hoặc tranh chấp công việc đất đai nên hãy cẩn thận thổ mộc bất dung khiến tuổi sửu không thuận lợi trong chuyện tình cảm một vài kẻ thích nói xấu sau lưng đặt điều làm cho bạn mất đi niềm tin của mọi người sửu cũng nên giao tiếp với những người quan trọng trong công việc của bạn để sau này làm ăn dễ dàng hơn giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường. Tím, vàng quý nhân phù trợ, tỵ, tí. Ba, tuổi dần ngày 7 tháng 6 năm 2024 ngày có thương quan đe dọa nên dần làm gì cũng thấy không được thuận lợi. Những người nhiệt tình và nóng tính như bạn thường rất vất vả có năng lực nhưng không được thể hiện một số người đang có ý định nghỉ việc hoặc chuyển hướng công việc do bế tắc may mắn có tam hội dẫn lối nên dần vẫn đảm bảo được tài chính ổn định con giáp này có nhiều mối quan hệ làm ăn nên nguồn tiền đổ về cũng đa dạng khoản đầu tư của bạn dành cho con cái và cha mẹ gần đây là khoản tiền thông minh và có lãi nhất sau này bạn sẽ rõ Đôi khi bạn học thêm những điều mới, nấu thêm những món ngon làm niềm vui cho gia đình và người yêu. Không ngừng ào hay quá nồng nhiệt, tình yêu hay tình bạn của con giáp này rất bình lặng nhưng ổn định. Bền lâu, giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường, xám, xanh lam quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. 4 tuổi mão ngày 7 tháng 6 năm 2024 xem tử vi trực tuyến ngày 7 tháng 6 năm 2024. Thực thần giúp mão linh hoạt, có sự thông minh, nhanh trí giải quyết những vấn đề xảy ra bất ngờ trong ngày hôm nay. Những bạn trẻ sông sáu, nhiệt tình trong công việc sẽ có thành quả tốt. Các bạn sắp khai trương hoặc tách ra làm dự án riêng sẽ gặp may mắn. Đường tiền bạc có nhiều điểm sáng con giáp kiên định. Lý trí này không dễ bị kẻ xấu gài bẫy, bạn rất tỉnh trong mọi hợp đồng mua bán. Ngày này thích hợp cho việc mua xe, mở hàng ăn hoặc nhận lộc ăn uống, cứ hoan hỉ thì tin cát sẽ tìm đến. Mộc mộc tương hòa dự báo đường tình cảm của Mão không quá xuất sắc nhưng cũng tạm ổn. Cuộc đời này đã đủ khó khăn rồi, mong rằng bạn có thể thương bản thân nhiều hơn một chút hãy dành thời gian cho cha mẹ và con cái nhiều hơn, khi biết đủ bạn mới thấy được hạnh phúc. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, ghi, trắng quý nhân phù trợ, mùi, tuất. Nam Tuổi thìn ngày 7 tháng 6 năm 2024 nhờ chính quan mở đường nên thìn có một ngày làm ăn thuận lợi, đi xa về gần thượng lộ bình an có ơn trên chỉ đường. Xin việc hay thi cử, học hành đều nhanh nhẹn và chót lọt. Thời gian sắp tới đây nhiều bạn sẽ chuyển công tác hoặc được tham gia vào dự án quan trọng. Tam hội cũng đem lại tín hiệu tích cực cho tài vận của con giáp này bản mệnh nên tiến hành cầu tài cầu lộc để cuối tháng có tiền về, làm ăn suôn sẻ. Nay nếu bản mệnh tiến hành gặp gỡ đối tác, ký kết hợp đồng hay khai trương giao dịch thì sẽ thu được lợi lớn. Chuyện tình cảm có chút bất đồng vì gặp cục diện mộc khắc thổ. Có người vô tâm phớt lờ bạn như chưa hề quen biết, các bạn trẻ dễ gặp kẻ không trung tình vì quá thương người và hay giúp người nên thìn cũng hay bị lợi dụng lòng tốt, giúp người hại mình. Giờ tốt, nất giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường, cam, nâu quý nhân phù trợ, tí, thân. Sáu, tuổi tỵ ngày 7 tháng 6 năm 2024 tuổi tỵ trải qua một ngày làm việc khá vất vả bận rộn luôn chân luôn tay vì công việc dồn dập nhưng bạn lại cảm thấy vui vì làm được nhiều việc. Con giáp này nên đầu tư cho công việc chính của mình thì mới có thành quả. Đừng thấy nghề tay trái kiếm được nhiều mà bỏ bê công việc chính. Đường tiền tài may mắn có chính tài trợ mệnh nên tị có hầu bao rủng dình. Những nguồn thu ổn định sẽ tăng đều dần dần giúp bạn không phải đau đầu nữa. Bên cạnh đó, ai đang đầu tư cho bản thân học hỏi thêm kiến thức mới thì sẽ kiếm được tiền nhờ kỹ năng đó. Đường tình cảm trôi chảy nhờ mộc sinh hòa. Bạn tử tế với người khác, dù chỉ một chút thôi thì khi tự nhìn lại bản thân bạn sẽ thấy mình thật đẹp. Con giáp lương thiện này cảm thấy thoải mái khi được làm việc tốt cho những người xung quanh. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, đỏ cam quý nhân phù trợ, sử, thân. 7. tuổi ngọ ngày 7 tháng 6 năm 2024 ngày mão ngọ tương phá không tốt cho công việc của bản mệnh. Tiến độ công việc khá chậm cần phải đẩy nhanh hơn nữa. Các bạn trẻ đang trong quá trình làm việc cần hoàn thiện bản thân nhiều hơn và cũng nên hạn chế tin người việc của bạn thì phải đích thân bạn giải quyết tài lộc có bước tiến mới nhờ thiên tài dẫn đường con giáp này hay có thưởng bất ngờ hoặc trúng số săn được hàng giá tốt sự linh hoạt và chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp nhất là những người làm kinh doanh chuyện tình cảm có biến chuyển tích cực nhờ hỏa mộc tương sinh trong tình yêu bạn nói ít đi và làm nhiều hơn cho nửa kia hướng đến những giá trị thực. Bạn cũng không để bụng những lỗi lầm nhỏ của bạn bè, luôn là chuyên gia tư vấn tình cảm cho bản thân. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, hồng, cam quý nhân phù trợ, tuất, mùi. 8 tuổi mùi ngày 7 tháng 6 năm 2024 công việc của bạn trong ngày này dễ phạm sai lầm do gặp thiên quan. Có những thứ không đáng để bạn hy sinh, nhưng bạn cứ làm, cứ bỏ ngoài tai những lời khuyên dẫu biết kết quả thì đó là ngu ngốc. Mình chỉ nên làm tốt việc của mình mà thôi, đừng ôm thêm việc của người. Mùi cảm nhận được may mắn đến với tiền tài của mình trong ngày này nhờ tam hợp giúp đỡ con giáp này bản lĩnh nên không ngại sông pha kiếm tiền ngoại giao cũng giỏi đồng thời còn có một khoản nhỏ chi ra cho việc du lịch hay gặp gỡ tiệc tùng với bạn bè người thân cuộc diện mộc thổ tương khắc khiến tình duyên không được tốt đẹp cho lắm con giáp hiếu thắng này hay cãi lời người thân nhưng ra ngoài lại không dám động tới người ngoài lòng người là thứ khó đoán và hay thay đổi nhất Biết được rồi thì cũng đừng có ảo tưởng, nên bớt hy vọng nhé. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, trắng, tím đậm quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 9, tuổi thân ngày 7 tháng 6 năm 2024 tử vi cá nhân hàng ngày trình ấn mang tới những dấu hiệu tích cực đối với cuộc sống mà tuổi thân đang hướng tới trong đầu con giáp thông minh này đang nảy ra ý tưởng mới cho công việc các bạn làm công chức quản lý hoặc làm công tác nghiên cứu sẽ thuận lợi hơn hẳn bạn hãy dành thêm thời gian để mở rộng các mối quan hệ xã hội vì nó giúp ích cho việc làm ăn của bạn trong tương lai Tuy nhiên những ai đi đường xa thì nên cẩn thận với hành lý của mình kẻo mất đồ đạc quan trọng. Ngày mộc kim tương khắc nên tình cảm vợ chồng có nhiều điểm bất đồng. Một chuyện còn con cũng khiến bạn nổi khùng. Bạn không thể cứ ngồi một chỗ và bạn bè sẽ mãi mãi ở bạn. Bạn cần đặt vào đó thời gian, năng lượng và thật nhiều sự chia sẻ. Đừng chỉ biết nhận lại mà không cho đi. Giờ tốt nữ giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường, bạc, be quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. Mười. Tuổi dậu ngày 7 tháng 6 năm 2024 thiên ấn trợ giúp cho đường quan lộ của dậu thuận lợi, ký kết hợp đồng làm ăn có nhiều lộc lá. Dù không xuất sắc, nhưng ít ra người tuổi này cũng không vướng phải những rắc rối lớn nào, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt đẹp. Dậu nên cẩn thận hết sức trong chuyện tiền bạc hôm nay do bạn gặp phải tương xung cục trong vấn đề vay mượn thân đến mấy cũng phải giấy trắng mực đen để sau này đỡ cái cò khuyên tuổi này không nên làm liều vay tiền to để mua xe, mua đất thời gian này hãy an phận cuộc diện ngũ hành kim khắc mộc cho thấy con giáp này không được lòng bạn bè nhiều lúc ăn nói quá thẳng thắn khiến người ta rất ngượng hội độc thân đừng nuôi hy vọng ai đó sẽ tiến tới với bạn thời điểm này duyên chưa tới nên rất khó để có người yêu. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, trắng, nâu quý nhân phù trợ, tị, thìn. Tháng 6 năm 2024 chính quan trao cho Tuất sự tự tin và quyết tâm để theo đuổi mục tiêu mà mình muốn nếu có ý định mở hàng xin việc hoặc làm hồ sơ thì nên tiến hành trong hôm nay bên cạnh đó sự liêm chính và nhiệt tình cũng đem lại cho con giáp này những cộng sự tốt bụng nhị hợp đem lại nguồn thu nhập dồi dào cho bản mệnh từ việc kinh doanh đầu tư tiền bạc không còn là nỗi lo với người tuổi này bạn không phải là người hoang phí chơi được nhưng làm cũng được vì tự chủ được kinh tế nên nhiều người đặt niềm tin ở bạn, không dám soi mói. Tuy nhiên tình duyên có rắc rối vì mộc thổ tương khắc. Những người bị tổn thương đóng cửa trái tim mình và giả vờ rằng họ không cần tình yêu. Có lúc bạn sẽ phải cố để tỏ ra vui vẻ trước những người mà mình không thích, thậm chí là ghét bỏ. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường, nâu tín quý nhân phù trợ, ngọ, dần. 12 tuổi hợi ngày 7 tháng 6 năm 2024 ngày chịu tác động từ kiếp tài nên hợi làm ăn thất bát, không có người hỗ trợ. Làm gì cũng phải cẩn thận không được qua loa, nếu sơ suất là dẫn đến tai họa nghiêm trọng bạn chớ vội tin vào trực giác chủ quan mà đưa ra nhận định trong lúc nóng vội may mắn là có tam hợp chiếu sáng con đường tiền bạc nên hợi không bị thất thu người làm ăn kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài nhất là những người làm trong lĩnh vực ăn uống hợi cũng tỉnh táo trong chuyện nợ nần nên sẽ không cho bất cứ ai vay tiền thủy mộc tương sinh là dấu hiệu cho thấy tình duyên của con giáp này đi lên khổ sở vất vả kiếm tiền không phải vì quá nghiện, quá yêu tiền mà vì muốn gia đình và bản thân sống sung sướng. Bạn làm gì cũng nghĩ đến người khác, luôn tỏa ra năng lượng ấm áp. Giờ tốt, năm giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường, trắng, ánh kim quý nhân phù trợ, máu, dần.